Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sáng nay ngày 10 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Phiên họp được kết nối truyền hình trực tiếp với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo đó có hai nhóm vấn đề chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của bộ công an gồm công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy tín dụng đen cho vay nặng lãi việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch gồm việc thực hiện chính sách pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển du lịch, công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội, về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội.